Rồi hôm nay hướng dẫn các bạn sử dụng cái con máy này ha. Con này là con máy quay bằng DV xưa, gọi là bằng DV xưa. Thì cái màu của nó ra rất là cổ điển, màu nó rất là đẹp. Rất là nhiều bạn nếu mà có chơi là sưu tầm loại máy này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn sơ sơ cho các bạn để hiểu cái cách sử dụng của nó. Thì con máy này nó có cái pin nó ha. Pin nó thì nằm vị trí này. Mình muốn tháo ra thì mình nhấn cái chốt này xuống, nó có chốt đây nè, nhấn xuống tháo ra. Thì tốt nhất ấy, khi mà các bạn không xài, các bạn về nhà không xài nữa thì các bạn lấy viên pin ra ha, mình đừng để trong máy lâu ngày nó không có tốt. Lấy viên pin ra để bên vậy đó, rồi khi nào mình xài thì mình để vô lại ha. Để vô bắt đầu mình đi xài thôi. Rồi, ở đây ấy, thì nó nè là vị trí này nó đang tắt nè ha. Ở cái bước bước gạt xuống dưới này. Đây là quay phim. Đây là chụp ảnh. Dạ trên này là xem lại ha. Thì bây giờ mình gạt xuống nè, nhấn vô, nó có khóa đây là nhấn vô. Xong rồi đẩy lên đó, đó là nó đang ở chế độ quay phim ha, thì nó mở máy đó. Thì cái cùng băng á, lúc nào nó cũng có chỗ để lấy ra, thì chúng ta phải nhìn vô ký hiệu này, chúng ta thấy nè không, nó đẩy lên đẩy ra ha, đẩy lên đây đẩy ra là lấy cùng băng ra. Rồi khi mà chúng ta để băng vô cũng để như này, và nó có một cái chữ, máy nào nó cũng có một cái chữ để cái chỗ mà chúng ta bóp vô ha. Thành ra là ví dụ như có máy thì nằm bên này, có máy thì nằm này, để ý cái vách bên này nó có cái chữ là bóp ngay vị trí đó mới vô đó. Rồi khi đợi nó xuống hết xong chúng ta mới đóng nắp lại nha. Đó, ok. Thì con máy này nó có hai cái điểm nhìn, một là chúng ta nhìn nhìn cái wheel đây nè, hoặc là nhìn ở đây. Thì nhìn ở trong cái quy quang học này là nó sẽ đỡ hao pin hơn nhìn màn hình LCD. Nhưng mà nếu mà muốn nhìn ở đây thì chúng ta phải tắt cái này. Chúng ta phải đóng nắp lại. Đó, đóng nắp lại thì các bạn thấy không? Nó hoạt động rồi nè. Đó. Thì cái nút nút zoom in zoom out là nằm đây. Ha, cái tay người ta để đây nè. Rồi cái nút này là nút nút nhấn cò để quay. Còn cái nút này nút chụp hình. Đây. Đó, để vô vậy, zoom in zoom out nè ha. Thì khi mà chúng ta quay á, thì chúng ta thấy công tơ số ở đây nó chạy và chỗ này nó chuyển thành màu đỏ là đang quay. Để mình làm thử nha. Đây, nhấn nhấn cò nè. Đó, thấy nó mà giờ màu đỏ chưa? Đó. Là nó đang quay nè. Xong rồi mình zoom in zoom out luôn. Zoom in này, nó zoom vô nè. Đó, thấy chưa? Đó. Zoom out ra nè. Đó. Nó đang quay đó. Rồi nếu mình muốn dừng lại thì mình nhấn một cái nữa stop là dừng. Nhấn một cái là quay, nhấn cái nữa là stop ha. Rồi bây giờ muốn xem lại thì chúng ta gạt về chế độ xem lại. Đó, gạt này về chế độ xem lại. Khi mà gạt về chế độ xem lại thì cái màn hình này nó không có hiển thị. Chúng ta nhấn cái nút này. Nó hiển thị những con số, tức là cái băng nó quay được bao nhiêu đó, chúng ta nhấn cái nút này nè. Đó, nó sẽ hiện lên cái này nè, để chúng ta quản lý nó dễ nhìn, nó hiểu ha. Thì cái số dưới này là cái số thời lượng của cuộn băng nó còn, là quay cuộn băng này nó còn quay được là bao nhiêu phút đó, nó hiện dưới đó. Còn bây giờ mình mới quay được có 50 giây thôi. Bây giờ mình trả về nè, mình trả về để mình đó. Ha. Máy này tiếng rất là tốt. Thu âm đồ rất rõ, máy hoạt động mượt mà nha. Rồi. Rồi vậy là hiểu ha, còn các cái chức năng khác thì chúng ta mấy cái này như không hết ít xài lắm, chỉ quay thôi, quay rồi cắp chơi vô trong máy vi tính là xong thôi ha. Rồi. Máy hoạt động ok ha. Cây cuốc đã nhiều, lưng 7-8 triệu vẫn ngồi livestream. Bắn nhau đá bóng xem phim, cú lên một tiếng cả team chơi cùng. Đêm đêm anh lại tiệc tùng, âm thanh ánh sáng đã bùng lên chưa? Độ này vẫn giống độ xưa, vẫn đợi donate vì chưa có tiền.